Hôm nay chúng ta học sang chương 3, hệ sinh thái. Bài 47, quần thể sinh vật. Trong bài này, các em sẽ được tìm hiểu về khái niệm quần thể, chỉ ra được các đặc trưng cơ bản của quần thể, từ đó thấy được ý nghĩa thực tiễn của quần thể sinh vật. Chúng ta bước vào phần 1 La Mã. Thế nào là một quần thể sinh vật? Các em quan sát tranh. Rừng thông, ruộng lúa, đàn chim cánh cụt, đàn bò, chúng được gọi là một quần thể. Vậy, dựa vào nội dung sách giáo khoa, hãy cho cô biết thế nào là một quần thể sinh vật? Quần thể sinh vật là một tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản, tạo thành thế hệ mới. Các em hoàn thành bảng 47.1, đánh dấu X vào chỗ trống trong bảng những ví dụ về quần thể sinh vật và không phải là quần thể sinh vật. Ví dụ thứ nhất, tập hợp các cá thể rắn hổ mang, cú mèo và lợn rừng sống trong một rừng mưa nhiệt đới. Đây không phải là quần thể sinh vật. Vì theo khái niệm, quần thể là tập hợp những cá thể cùng loài, nhưng ở đây là ba loài khác nhau. Ví dụ số 2, rừng cây thông nhựa phân bố ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam. Đây là một quần thể sinh vật. Ví dụ thứ 3, tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung trong một ao. Đây là những loài cá khác nhau, nên chúng không phải là quần thể sinh vật. Ví dụ số 4, các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau. Đây không phải là quần thể sinh vật, vì các cá thể rắn này không sống chung không gian với nhau. Ví dụ cuối cùng, các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa. Các cá thể chuột đực và cái có khả năng giao phối với nhau để sinh ra chuột con. Số lượng chuột phụ thuộc vào lượng thức ăn có trên cánh đồng. Đây là một ví dụ rõ ràng nhất cho chúng ta thấy nó chính là một quần thể, vì nó cùng loài, cùng không gian và cùng thời điểm sống với nhau. Hãy cho biết các hình ảnh dưới đây, đâu là một quần thể sinh vật? Hình ảnh thứ nhất, voi và người. Đây không phải là quần thể sinh vật, vì đây là hai loài khác nhau. Hình ảnh thứ hai, ruộng lúa. Ruộng lúa chính là một quần thể sinh vật. Rừng sú Van Đê chính là một quần thể sinh vật. Đàn xíu đầu đỏ sống ở Đồng Tháp 10 là một quần thể sinh vật. Hãy kể thêm một số quần thể khác mà em biết. Đó là quần thể san hô, quần thể chè, quần thể sen, quần thể cá ngựa. Một lồng gà, một chậu cá chép bán ở chợ có phải là quần thể sinh vật không? Đó không phải là quần thể sinh vật. Vì lồng gà và chậu cá chép mới chỉ có những dấu hiệu bên ngoài của quần thể. Chúng sẽ không có khả năng sinh sản để tạo ra những thế hệ mới. Để nhận biết được một quần thể sinh vật, chúng ta cần phải có những dấu hiệu bên ngoài và những dấu hiệu bên trong. Các em ghi bài. Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. Ví dụ, quần thể cây phượng trong vườn trường, quần thể tôm trong ao. Sau khi biết được thế nào là một quần thể sinh vật, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là một quần thể sẽ có những đặc trưng cơ bản nào. Thông qua phần 2 La Mã, những đặc trưng cơ bản của quần thể. Phần này chúng ta bao gồm có tỷ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ quần thể. Phần này được giảm tải trong chương trình mới, nên chúng ta chỉ cần nắm cho cô được những đặc điểm cơ bản thôi. Chúng ta sang phần 3 La Mã.
ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật. Các em quan sát hình trả lời câu hỏi. Khi thời tiết ấm áp, độ ẩm không khí cao, ví dụ vào các tháng mùa mưa trong năm, số lượng muỗi nhiều hay ít? Số lượng muỗi nhiều, vì khi thời tiết ấm áp, độ ẩm không khí cao thì muỗi sẽ sinh sản mạnh, số lượng muỗi tăng nhanh. Số lượng ếch nhái tăng cao vào mùa mưa hay mùa khô? Vào mùa mưa là mùa sinh sản của ếch, do đó số lượng ếch nhái sẽ tăng cao. Đây là dựa vào thời tiết và lượng mưa. Chim cu gáy xuất hiện nhiều vào thời gian nào trong năm? Thì chim cu gáy là loại chim ăn hạt. Chúng sẽ thường xuất hiện nhiều vào những tháng có lúa chín. Từ những ví dụ trên, các em hãy nêu những nhân tố nào của môi trường đã ảnh hưởng đến số lượng cá thể trong quần thể. Đó là những nhân tố độ ẩm, khí hậu và thức ăn. Khi điều kiện môi trường thuận lợi thì số lượng cá thể trong quần thể sẽ tăng cao. Khi tăng cao thì sẽ có điều gì xảy ra? Sẽ xảy ra cạnh tranh. Các cá thể sẽ di chuyển tới nơi khác hoặc là sẽ chết bớt. Quần thể sẽ được điều chỉnh về một cái mức tốt nhất được gọi là mức cân bằng. Vậy thì số lượng cá thể trong quần thể có thể bị biến động lớn, cô nhắc lại, biến động lớn do những nguyên nhân nào? Do những biến cố bất thường, ví dụ như là lũ lụt, cháy rừng hoặc dịch bệnh. Đây là những cái biến động rất lớn dẫn tới cá thể trong quần thể sẽ giảm bớt một cách nhanh chóng. Chúng ta ghi bài. Môi trường, các nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới số lượng cá thể trong quần thể. Khi mật độ quần thể tăng quá cao, dẫn tới thiếu thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản chật chội, nhiều cá thể sẽ bị chết. Khi đó mật độ quần thể lại được điều chỉnh trở về mức cân bằng. Các em cần nắm thêm là trong sản xuất, việc điều chỉnh mật độ cá thể rất có ý nghĩa. Phải trồng cây với mật độ hợp lý hoặc là thả động vật vừa phải phù hợp với diện tích. Thì mật độ cá thể trong quần thể này nó sẽ được điều chỉnh ở mức cân bằng và nó sẽ sinh sản, sinh trưởng tốt nhất. Chúng ta vừa được học về quần thể sinh vật. Vậy quần thể người có gì khác so với những quần thể sinh vật? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua bài 48, quần thể người. Bài này bao gồm 3 phần trọng tâm. Phần thứ nhất, sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác. Phần thứ hai, đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người. Phần thứ ba, tăng dân số và phát triển xã hội. Ta vào phần 1 La Mã. Sự khác nhau giữa quần thể người với quần thể sinh vật khác. Các em quan sát tranh. Hôn nhân, giao thông, pháp luật, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, lao động, trồng trọt, kinh tế, chăn nuôi, lứa tuổi và giới tính. Sau khi quan sát tranh, vận dụng kiến thức đã học ở bài trước và kiến thức thực tế, hãy hoàn thành bảng 48.1, đặc điểm có ở quần thể người và quần thể sinh vật. Đặc điểm nào có thì chúng ta sẽ điền có, đặc điểm nào không có thì chúng ta sẽ điền không. Về giới tính, quần thể người có giới tính, quần thể sinh vật có giới tính. Về lứa tuổi, quần thể người có, quần thể sinh vật có. Mật độ, quần thể người có, quần thể sinh vật có. Sinh sản, quần thể người có sinh sản, quần thể sinh vật cũng có sinh sản. Tử vong, quần thể người có, quần thể sinh vật có. Pháp luật, quần thể người
Có. Quần thể sinh vật? Không. Quần thể sinh vật không thể có pháp luật. Kinh tế, quần thể người? Có. Quần thể sinh vật? Không. Hôn nhân, quần thể người? Có. Quần thể sinh vật? Không. Giáo dục, quần thể người? Có. Quần thể sinh vật? Không. Văn hóa, quần thể người? Có văn hóa, quần thể sinh vật? Không. Qua bảng này thì chúng ta thấy là có một vài đặc điểm chỉ có ở quần thể người mà không có ở quần thể sinh vật khác. Vậy thì quần thể người có những đặc điểm nào giống với đặc điểm của quần thể sinh vật khác? Giống nhau. Quần thể người có các đặc trưng sinh học như những quần thể sinh vật khác. Đó là đặc điểm về giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản và tử vong. Nó đã để thể hiện rõ ở trên cái bảng này. Vậy thì quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những điểm nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Khác nhau. Đây là phần khác nhau. Quần thể người có những đặc trưng khác với quần thể sinh vật khác. Đó là kinh tế, văn hóa, xã hội, hôn nhân, giáo dục. Nguyên nhân là do con người có lao động và tư duy. Con người có trí thông minh nên có khả năng điều chỉnh các đặc điểm hình thái trong quần thể. Đồng thời, con người có khả năng cải tạo thiên nhiên. Sự khác nhau giữa quần thể người với quần thể sinh vật khác thể hiện sự tiến hóa và hoàn thiện của quần thể người. Các em ghi bài. Quần thể người có đặc trưng sinh học như những quần thể sinh vật khác. Đó là đặc điểm giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong. Quần thể người có những đặc trưng khác quần thể sinh vật khác ở những đặc điểm như pháp luật, chế độ hôn nhân, văn hóa, giáo dục, kinh tế. Sự khác nhau đó là do con người có lao động và tư duy nên có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên. Quần thể người cũng như quần thể sinh vật khác đều có những đặc trưng cơ bản của một quần thể về tỷ lệ giới tính, về thành phần nhóm tuổi và mật độ quần thể. Bài này chúng ta chỉ nghiên cứu về một đặc trưng cơ bản nhất, đó chính là đặc trưng về thành phần nhóm tuổi thông qua phần 2 la mã. Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người. Phần này là phần giảm tải trong chương trình mới của chúng ta, nên chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta nghiên cứu sang phần 3 la mã, tăng dân số và phát triển xã hội. Các em hãy đọc thông tin sách giáo khoa trang 145 để trả lời câu hỏi. Phân biệt tăng dân số tự nhiên và tăng dân số thực. Tăng dân số tự nhiên là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong. Tăng dân số thực là kết quả của người sinh ra nhiều hơn người tử vong. Ngoài ra, còn chịu ảnh hưởng của sự di cư. Các em quan sát hình. Tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, kinh tế chậm phát triển. Thiếu lương thực, thiếu nơi ở, thiếu trường học, thiếu bệnh viện. Theo em, tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong những trường hợp sau? Dân số tăng nhanh thì sẽ dẫn tới thiếu nơi ở, thiếu lương thực, thiếu trường học, bệnh viện, gây ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, kinh tế sẽ chậm phát triển, gây tắc nghẽn giao thông. Năng suất lao động tăng hay giảm? Tất nhiên là sẽ giảm, không phải là tăng. Sự tăng dân số có liên quan như thế nào đến chất lượng cuộc sống? Thì chúng ta sẽ thấy mối quan hệ giữa tăng dân số với chất lượng của cuộc sống. Khi tăng dân số nhanh thì sẽ thừa lao động, thiếu việc làm. Khi thiếu lại việc làm
thì con người sẽ khai thác tự nhiên quá mức, dẫn đến môi trường suy thái, sản xuất suy giảm, nghèo đói, mù chữ, xã hội phân hóa giàu và nghèo, tệ nạn gia tăng, trật tự an ninh bị rối loạn, sức khỏe kém, bệnh tật tăng, tuổi thọ thấp. Khi sức khỏe kém thì năng suất lao động sẽ giảm, năng suất lao động giảm thì kinh tế, văn hóa sẽ kém phát triển. Khi mà văn hóa đã kém phát triển thì tiếp tục dân số lại tăng nhanh, thì con người sẽ luôn luôn nghèo, nghèo đói và ngày càng lạc hậu. Em hãy cho biết Việt Nam có biện pháp nào để giảm bớt sự tăng dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việt Nam đã thực hiện pháp lệnh dân số nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, vận động mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến nhân dân và giáo dục sinh sản ở tuổi vị thành niên. Các em ghi bài. Tăng dân số tự nhiên là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong. Khi dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn nước uống, ô nhiễm môi trường, tăng chặt phá rừng và các tài nguyên khác. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện pháp lệnh dân số nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Mỗi con sinh ra phải phù hợp với khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc của mỗi gia đình và hài hòa với sự phát triển kinh tế, xã hội, tài nguyên môi trường, đất nước. Những đặc trưng về tỷ lệ giới tính và thành phần nhóm tuổi, sự tăng giảm dân số ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, con người và chính sách kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Dặn dò, các em học bài 48 quần thể người và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trong sách giáo khoa. Ôn lại cho cô bài quần thể sinh vật, đọc trước bài 49. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.